Chào các bạn, hôm nay tớ sẽ giới thiệu thiện về câu chuyện Con mèo dạy hải âu bay. Tác giả của câu chuyện này là Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, nhà văn nổi tiếng Chile. Qua câu chuyện này, ông khuyên những người đọc truyện là phải biết yêu thương thiên nhiên, môi trường và động vật. Câu chuyện nói về cuộc di cư của cô hải âu Kenga. Cô hải âu bị gặp nạn giữa đường đi di cư. Cô đã bay vào nhà Zoba để nhờ sự giúp đỡ. Zoba cũng từng gặp nạn nên tỏ lòng biết ơn, tỏ lòng thương yêu đến người khác. Zoba, trước khi cô Kenga chết, cô Kenga đã nhờ Zoba thực hiện ba lời. Lời thứ nhất nói là không được ăn quả trứng. Lời thứ hai nói là chăm sóc con chim non. Lời thứ ba là dạy con hải âu bay. Thế là Zoba đã đồng ý thực hiện các lời hứa. Giữa cuộc hành trình của Zoba và các bạn mèo, Zoba đã chăm sóc con chim đến khi nào nở và đọc tên cho con chim. Cuối cùng, lời hứa cuối cùng là bay. Zoba đã thực hiện lời hứa đấy nhưng sách và nói cũng không thể thực hiện được, nên Zoba đã nhờ người để thực hiện cho. Và con người nói đến lúc nào có bão, con hải âu có thể bay. Thế là con người lên tận tòa nhà cao nhất và thả con hải âu xuống. Nhờ sự dũng cảm của con hải âu đã vượt qua mọi thử thách. Trong câu chuyện Con mèo dạy hải âu bay, tớ thích nhất đoạn con mèo mun to đùng mập ú, Zoba cầm cái đuôi làm đàn guitar boss. Đấy thể hiện sự thông minh và thông minh của Zoba. Là câu chuyện tớ rất thích. Mẹ tớ đã mua cho tớ quyển này. Quyển này khuyên chúng ta hãy biết giữ lời hứa như Zoba, và hãy bảo vệ thiên nhiên và yêu quý động vật. Các bạn trong lớp hỏi tớ là ai mua cho cậu cuốn sách này? Tớ xin được trả lời, mẹ tớ tặng được cuốn sách này. Các bạn trong lớp hỏi tớ, cậu có thích cuốn sách này không? Tớ trả lời, có. Tớ hy vọng các bạn cũng thích cuốn sách này.